Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Hanh Nguyễn Hải Dương. Hôm nay em làm một clip ngắn. Xin được trân trọng giới thiệu đến toàn thể các bác, các anh, các chị, các bạn và các em về một mẫu loa đã có nổi tiếng và quen thuộc trên thị trường Việt Nam với phân khúc giá tầm trung. Thì đây là một dòng loa mang thương hiệu DK Dana King Model X6. Dòng này có thiết kế như sau: là dòng loa thiết kế đứng hoặc là treo ngang hoặc dùng giá ba chân, sử dụng một mắt 30 gân lụa tầm dầu từ 19 họng 76, chiếc kèn titan từ 14 họng 4.4, thiết kế thùng là thùng gỗ ép nhiều lớp, sơn sần bóng không gấm nước, đê căng vàng và dưới có biểu tượng DK. Thì dòng loa này đã được rất nhiều anh em trên Hàn Quốc trải nghiệm, đánh giá tương đối tốt. Thứ nhất, tiếng trống uy lực, mạnh mẽ, sâu thẳm, tiếng chắc sáng, hát karaoke bay, nghe nhạc hay. Thì đó là những yếu tố mà cấu thành nên đôi loa DK Dana King X6. Dòng này một trong những dòng loa mới tinh được nhập khẩu nguyên khối, nguyên chiếc từ Trung Quốc, có nhá, mang thương hiệu DK. Nhà xuất đặt cho nó một tên DK Dana King và gân lụa tầm dầu 26 rất là đẹp. Bát có từ to. Các bác quan sát thùng gỗ ép sơn sần bóng có màu lâu và tay sách thì thụt phía trong. Dòng này rất phù hợp cho anh em treo phòng hát, nó hỗ trợ giá treo sẵn, chỉ cần tháo nhả ốc ra là xong. Và thông tin phía sau là hai lỗ thoát khí và một cái đít cầu loa. Thì cái này là hỗ trợ hai giác lưu trích. Model là X6. Công suất của nó hoạt động từ 330W đến 660W nội trở 8 ôm. Dòng này báo cáo bác là rất ăn dòng nhé. Tức là ăn dòng rất nhiều, cho nên là lực đánh căng, mạnh và sâu. Tiếng chắc sáng và vẫn mùi thơm phức của gỗ và mùi sơn của sơn. Với giá rất hợp lý, bác nhá, giá cực hợp lý luôn. Ngày nay giá cực hợp lý. Các bác có nhu cầu hãy liên hệ với em theo số điện thoại 0936 583 110. Em nhắc lại, với mức giá cực kỳ hợp lý đến mức các bác không tưởng tượng được, giá rất hợp lý. Bác có nhu cầu chính xác về dòng loa này hãy liên hệ với anh Nguyễn theo số điện thoại 0936 553 110. Em xin được nhắc lại, đây là dòng loa thiết kế đứng, sử dụng mỗi một thùng loa này là sử dụng một bát 30 gân lụa tầm dầu 26 từ 19 họng 76, chiếc kèn titan từ 14 họng 4.4. Công suất của nó từ 330W đến 600W. Với diện tích gia đình tầm 35 đến 40 vuông, các bác có thể chơi tốt được đủ âm, đủ lời với diện tích không gian gia đình nhà mình. Giá cực đẹp và giá tình yêu. Em giới thiệu vậy thôi, các bác có nhu cầu hãy liên hệ với em. Chất âm con này thì em thử quá nhiều rồi và quá nhiều công trình âm thanh đã được trải nghiệm cũng như nhiều bác lấy rồi. Với bộ hát tầm khoảng tầm 20 triệu hát xuống thì bác ghép đôi loa DK Dana King X6 này chấm hết. Tiếng bát căng tròn, đẫy, uy lực, tiếng chất sáng. Thì đó những gì mà đôi loa DK Dana King đã làm được trong suốt 3 năm vừa qua và vẫn giữ được thương hiệu của nó. Ngày nay em tiếp tục lại về được đôi loa Super 50. Thì đây là một hàng độc thôi nhé, không phải loa hàng độc của em. Sử dụng là bát 50, một thùng là hai bát 50, gân lụa tầm dầu 26 và có 4, xin lỗi các bác, 6 lỗ thông khí phía trước. Và quan sát 1, 2, 3, 4, 5, 6. Và nó có màu xanh, thùng gỗ ép nhiều lớp. Và đây là một dòng súp ghép của Mỹ, bác nhá, có thể độc nhất vô nhị. Từ trước là em mới kiếm được một đôi. Đôi này có tên là Watford. Em nhắc lại này, đây là đôi súp kép duy nhất của em, hàng chất lượng cao, có tên là Watford. Với mức giá các nhá, mới mức giá này ở miền Bắc này, ở miền Bắc và đến Thành phố Hồ Chí Minh là có mức giá là 16 triệu. Đấy, còn từ Thành phố Hồ Chí Minh hất lại khu trọng vực trong kia thì nó cao hơn, bởi vì là có những đôi súp em gửi đi mất 3 triệu tiền ship. 3 triệu là ship, cuối cùng là bán xong một đôi súp này em bị lỗ.
và đặc biệt những đôi loa gửi ra các huyện đảo thì em sẽ tính giá ship cao hơn, bởi vì là em qua quá trình gửi em biết rồi, những đôi loa ra đảo ấy, thì bao giờ cái giá ship nó rất cao. Khi bán hoàn thành đôi loa xong hoặc thành công đôi loa xong không đủ tiền đấy, không, tức là bán xong là lỗ loa đấy, em khẳng định các bác đấy, vì cái tiền ship nó quá cao. Thì những này đến thành phố Hồ Chí Minh khu vực phía Bắc là 16 triệu, còn xa hơn nữa thì các bác nhé trả thêm phí ship của em. Đây là một đôi súp kép của Mỹ tên là Oxford. Từ trước bây giờ em gặp đôi này có màu xanh, em để nguyên sơ này vừa nhập về bắt 50, từ 220 hàng 100 rất là lớn. Đây một đôi duy nhất. Các bác có nhu cầu về các dòng loa 30 súp kép súp đơn bắt 25 bằng số vang cơ cùng loại công suất, hãy liên hệ với anh Nguyễn theo số điện thoại 0936 533 110. Và em xin thông báo bác, ngày hôm nay em sẽ về là 20 cụ đẩy Martin MX18000 đã lỡ rất lâu rồi. Và ngày hôm nay em về sẽ trả đơn cho các bác. Anh Nguyễn chào các bác và hẹn gặp lại ở các clip sau.